Rồi xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hưng Phúc của mình nha. Tiếp tục clip sáng nay giới thiệu anh em máy tiếp tục nha. Anh em nhớ bấm like video, bấm ủng hộ kênh để ủng hộ mình, đăng ký kênh nha, cho mình một like nha. Để ủng hộ mình tiếp tục clip cuối tuần hôm nay là sẽ livestream trực tiếp và cho anh em dự đoán trúng tiếp con số Nam Cô Nam nha. 861555. Đây là con số dự đoán trúng thưởng livestream tối chủ nhật tuần này. Ok anh em. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh để theo dõi kênh và biết được mình livestream giờ giấc nào nha, cho nó dễ ha. Con số này sẽ là kiếm chủ nhân may mắn trong chủ nhật tuần này. Ok. Rồi, xin nhắc lại quy định mua máy bên mình luôn. Cọc trước cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu, còn những máy trên 1 triệu thì anh em mua làm chuyển khoản. Viettel Momo, Viettel Bay hoặc là số tài khoản hoặc là cọc Viettel từ 100.000 trở lên nha anh em. Tiền cọc thì trừ vào tiền máy lúc nhận hàng. Đó, máy bán ra thì mình có ship code toàn quốc. Ok nha anh em. Rồi không dài dòng nữa nha, tiếp tục clip hôm nay. Con máy đầu tiên là một con A600 màu gold, máy riêng nguyên, bản hàng, một sim nha anh em. Con này màn hình 5.6, RAM 332, pin 3000. Máy nói chung là ngoại hình ok luôn. Đó, vỏ rất là đẹp nha, đẹp tầm 97-98 nha. Kính keo xà beng nha. Kính keo xà beng, rất là ok. Vỏ xương đẹp, kính đẹp. Wi-Fi cực mạnh nha. Samsung A600, bản hàng riêng nguyên một sim. Rồi đi cho anh em giá 1750 nha, kèm sạc dán kính cho anh em nha anh em. 1750. Tiếp theo là một con Samsung A30, bản hàng tiếp tục anh em, màu xám đen nha anh em, màu xám đen ha, máy đẹp tầm 98. Garanti còn dưới luôn. Đó, lưng kính sườn rất ok. Màn hình 6.4, RAM 332, pin 4000. Kính đẹp 99. Kính đẹp 99 nha anh em. Mọi chức năng full ring nha. Wi-Fi các kiểu ok hết ha. Bản hàng luôn ring. Những anh em mình nói trước luôn nha, lỡ mà máy gửi tới bây giờ có lỗi trục trặc gì cứ alo cho mình nha, mình sẽ đổi máy cho anh em đàng hoàng nha anh em. Yên tâm ha, tự vì máy nó thực sự anh em là lúc mình gửi đi là mình đã test hết rồi. Nhưng mà nhiều khi do quá trình vận chuyển hay sao đó nó lại bị một tại vô nước luôn nè. Vận chuyển có khi vô nước nha anh em, gặp trời mưa shipper không cẩn thận này bị vô nước nha. Rồi máy nó bị trục trặc gì đó thì anh em cứ alo cho mình, sẽ đổi trả cho anh em nha. Ok, A30 bản hàng đẹp nha. Một sim giá 2.7 nha anh em. 2.7 ha. F1S thay vỏ đẹp keng xà beng nha anh em. RAM 332. Màn hình 5.5. Pin con này là 3075. Máy đẹp như mới nha. Đó. Kính lưng sườn đã gắn lực cho anh em rồi, quá đẹp luôn. Màn hình 5.5, RAM 332. Chức năng full nha. Máy rất ok. Đào tải Facebook, Zalo cho anh em các kiểu rồi. Giá 1.4 triệu nha anh em. 1.4 triệu kèm sạc dán kính nha. Samsung G7 Rim màu bạc thay vỏ mới keng. Đó, máy đẹp như này nha. Màn hình 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3000. Kính sườn vỏ cực đẹp luôn. Kính đại dán cực lực cho anh em luôn rồi. Wi-Fi thì ok nha, mạnh nha. G7 Rim màu bạc 1.6 triệu nha anh em. Đó, con này keng, con này thì 1.650, 1.6 triệu không bán được nha anh em. 1.650 nha, kèm sạc dán kính nha. Còn con 1.6 triệu thì nó hơi trầy xíu, như con này, con màu đen này để anh em 1.6 triệu này. Con đen này Rim nha, con này Rim nha, vỏ hơi trầy nha anh em, chưa thay nha. Con này để anh em 1.6 triệu nha. Màn hình 5.5, RAM 332, pin 3003. Con này ra đi cho anh em 1.6 triệu này. Kính đẹp nha, kính thì dán cực lực rồi, nhìn cũng rất là mướt. Đó. Ngay đây là phản quang có đốm nhị. Đốm nhị phản quang. Chức năng thì full nha. Con này bằng riêng vỏ riêng chưa thay. 1.6 triệu nha anh em. RAM 332 luôn. G4 cộng bản Việt Nam. Máy này thay vỏ mới rồi nha anh em. Thay vỏ xe mới keng nha. Kính đẹp nè. Kính đẹp dễ dán lực cho anh em nè. Màn ring nha anh em. Màn ring thay vỏ thôi.
chức năng ok, Ri 4 cộng màn hình 6 inch. RAM 216, pin 3300. Đó, máy thay vỏ đẹp như mới luôn. Ok, chức năng thì khỏi phải bàn nha anh em. Quá ok rồi. Ri 4 lút. Con này để anh em giá 1 triệu 7 nha. Con Ri 7 Ri 4 lút giá 1 triệu 7 nha anh em. Em sạc dán kính nha. Tiếp theo, con Ri 7 Dream màu gold, vỏ chưa thay luôn. Đó. Có xuất sắc thêm 5 tháng anh em cứ kỹ xem kỹ clip nha. Màn hình của 5.5 nha anh em, RAM 332, pin 3300 nha. Kính đẹp, lưng đẹp ha. Vỏ thì đẹp tầm 97 thôi. Kính thì 99. Wi-Fi các kiểu ok. Con này ra đi cho anh em giá 1.6 luôn. Nhanh gọn nhẹ luôn, giá 1.6. Đẹp sạc dán kính cho anh em luôn nha. Tiếp theo clip là con Ri 737 nha anh em. Samsung bản hàng Ri 737 máy đẹp tầm 98-99 nha. Lưng sơn nguyên riêng đẹp keng luôn. Kính thì keng sờ beng luôn. Con này màn hình 5.5 nha. RAM 332. Đó, pin 3300 nha, máy phải nói là bao đẹp. Con này mình thường xuyên về nhà hàng nha. Máy bản hàng này xài rất sướng. Con bản hàng RAM 3 này, RAM 33GB 332 xài rất là ok nha anh em. Một chức năng full nha, máy một sim nha anh em. Con này bữa nay giá rất hạ nhiệt, Wi-Fi xài anh em xài chung luôn, 1850. 1850 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy quá hạ nhiệt cho anh em rồi. Cực rẻ và máy bao đẹp, tầm 98 tới 99. Giá quá mềm. 1850 anh em sờ một con máy riêng như. Mình còn con ai phân 7 lút nha anh em, 7 lút màu bạc ha. Vỏ sau thì có xuất sắc hơi trời. Quá táo thì có méo méo nha. Đó. 7 lút 32GB bán lóc. Đã lên quốc tế nha. Anh em chỉ việc bỏ sim vô xài, đừng có reset nha anh em. Bỏ sim vô xài ha. Đừng có reset, là bao xe anh em xài sim ngon lành luôn. Đã bao sim ghép quốc tế cho anh em rồi. Về anh em bỏ sim vô thôi, không có ghép nhất gì nữa hết nha. Chỉ việc bỏ sim vô là quốc. Đó, 7 lút đã lên quốc tế. Để anh em giá 3.8 triệu, 32GB. Đó, vòng tay full. Chức năng ok hết nha. Máy như quốc tế hết rồi. Anh em đừng reset mấy công là lại làm lại ghép mấy công. Đó, pin 100%. Pin 100% nha anh em. Máy full ha. Mọi chức năng là ok hết. Wi-Fi các kiểu ok. Máy thì kính có xuất sắc nhẹ nhẹ. Lông mèo nhẹ. Mặt sau thì có trời xước nha. 7 nút màu bạc quốc tế, đến em giá 3.8 triệu. Đã lên quốc tế, máy lock nhưng mà đã lên quốc tế rồi. Đừng reset nha anh em, là xài ok. 38, bỏ sim xài. Đó, cặp trước 100-200 gì đó là ship cho anh em thôi. Ri 5 Dream, con này thấy vỏ đẹp rồi. Màn hình 5 inch, RAM 216, pin 2400 màu gold. Máy thay đẹp keng luôn. Như mới. Kính đại dáng cường lực. Bao đẹp. Đó. Bao đẹp cho anh em luôn. Wi-Fi VIP luôn nha. Ri 5 Dream. Màn hình 5 inch, RAM 216. Con này ra đi cho anh em giá 1250. 1250 kèm sạc dán kính cho anh em nha. Máy cực đẹp nha. Tiếp theo là một em Ri 8, Samsung Ri 8. Máy riêng. Vỏ sale thì có nhâm nhâm xuất sắc thêm 5 tháng nha. Màn hình 6 inch, RAM 332, pin 3500 nha anh em. Đó, có xuất sắc thêm 5 tháng sử dụng. Kính keng sờ beng luôn. Kính đẹp keng. À, màn thì riêng nguyên. Vô cái đặt coi. Wi-Fi mạnh nha. Ri 8, con này ra đi cho anh em giá 1.7 triệu nha. Kẹp sạc dán kính cho anh em nha. 1.7 triệu, RAM 332. Xiaomi Redmi Note 9S anh em. Máy đẹp 98 nha. Cao RAM 4 MB. Rất ok luôn. Máy màu xanh. Đẹp keng sờ beng luôn. Còn 98%. RAM 6 bộ nhớ 128GB anh em. Màn hình 6.67 và pin con này là 5020. Kính thì đẹp, bao đẹp.
kem xà beng. Đó, máy chức năng là full. Nó chính nhất. Chức năng khỏi phải bàn. Chỉ việc mua xài thôi anh em. Con này đã đi em giá 3.9 triệu nha. 3.9 triệu kèm sạc dán kính cho anh em nha, máy cực đẹp. Oppo A92. Mặt sau đại dán keo, đẹp keo xà beng luôn. Màn hình 6.5 inch, RAM 8, bộ nhớ 128, pin 5000. Đó, cực trâu bò anh em thấy không? RAM 8GB nha anh em. RAM 8 bộ nhớ 128 ha, pin 5000. Wi-Fi này. Các kiểu A92. RAM 8GB. Cực mạnh luôn. Con này ra đi cho anh em 4.4 triệu. Kèm sạc dán kính cho anh em luôn. 4.4 triệu nha anh em. Một con Samsung A6 cộng màu gold. RAM 4 bộ nhớ 32, màn hình 6 inch, pin 3500. Máy đẹp tầm 98 99. 98 thôi, 97 98 thôi chứ không 99 được anh em, sườn có hơi xước xước. Đó. Kính thì keng đẹp luôn, kính thì bao đẹp anh em luôn. Kính rất đẹp. Màn sáng đẹp nha. RAM 4 bộ nhớ 32 nha anh em. Chức năng thì ok ha. Wi-Fi mạnh. A6 Plus. Con này ra đi cho anh em giá 2.4 triệu. 2.4 triệu kèm sạc dán lực cho anh em luôn nha. 2.4 triệu kèm sạc dán kính. Và mình còn một con Wiko, máy Ufield, một thời đỉnh cao của Wiko nha anh em. Thanh lý cho anh em luôn nha. Con này ngày xưa là nó ra là 3.5 triệu anh em. Mình bán tô hàng. Cục sạc cáp rồi đủ hết ha. Con này giờ ra đi cho anh em một cái mức giá bật ngửa luôn nha. Nửa giá thôi, đã lên 1.5 triệu thôi. Con này RAM 4GB nha anh em. RAM 4 bộ nhớ 32 nha. Màn hình thì 5 inch thôi nha. Nó rất là nhỏ gọn đẹp. Đây. Chưa qua sử dụng nha anh em. Đấy, chưa qua sử dụng ha, RAM 4 32 để anh em giá 1.5 triệu. RAM 4GB nha anh em. 1.5 triệu nha, một cái duy nhất ha, pin 3000, màn hình 5 inch, pin 3000, RAM 4 32. 1.5 triệu, một con duy nhất. Đó. Giá chưa được một nửa so với ngày xưa nha anh em. Rồi, clip này xin tạm dừng tại đây. Anh em nhớ bấm đăng ký kênh, like video ủng hộ mình nha anh em. Thân ái chào cả nhà. Hẹn anh em clip ngày mai.